Đợt này hai bạn nhỏ nhà Hoa đi học nên là buổi trưa thì Hoa thường ưu tiên nấu những cái món ăn nhanh gọn đơn giản để tiết kiệm thời gian. Trưa nay thì nhà Hoa sẽ ăn bún trộn bò xào. Món này thì cả hai vợ chồng Hoa đều rất là thích ăn bởi vì khâu chuẩn bị nhanh mà lại còn ngon nữa. Hoa sẽ xào sơ qua thịt bò với một chút gia vị, thêm hành tây và giá. Yếu tố để quyết định cái món ăn này có ngon hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cái chén nước mắm ăn kèm này đó cả nhà. Công thức cụ thể thì Hoa sẽ ghi ở trên màn hình để cho mọi người cùng tham khảo nha. À, sẵn đây thì Hoa sẽ chia sẻ với mọi người bí quyết để pha nước mắm tỏi ớt không bị chìm nha. Đó chính là tỏi ớt thì mình phải băm và cho vào sau cùng sau khi đã hòa tan các nguyên liệu khác. Mọi người hãy làm thử rồi quay lại đây cho Hoa feedback nha. Nãy giờ Hoa loay hoay chuẩn bị đồ ăn trưa không thấy anh xã Hoa đâu, thì ra là ông đang dọn phòng này cả nhà. Không biết là ở đây có nhà bạn nào gặp tình trạng giống như nhà Hoa không? Tối nào trước khi đi ngủ thì hai vợ chồng Hoa cũng dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà cứ sáng mở mắt ra là cái phòng nó như bãi chiến trường luôn đó mọi người. Anh xã Hoa thì không có biết nấu đồ ăn nên là mỗi khi mà Hoa nấu ăn thì anh xã Hoa sẽ làm việc này việc khác. Bữa trước thì Hoa có săn xeo được cây lan bụi sàn nhà cánh dài colo colo này nè. Sẵn tiện anh xã Hoa đang lau dọn thì Hoa đưa cho anh xã Hoa dùng thử xem sao nha. Đây là dòng sản phẩm gia dụng vệ sinh nhà cửa, chủ yếu là bụi bẩn và tóc rụng trên sàn nhà. Em này thì có xuất xứ từ Nhật Bản mà phải nói là hàng Nhật thì bao xịn luôn rồi. Cây lan có chiều dài 61 cm nhưng mà mình có thể kéo dài 1 m để lau dọn những cái vùng cao rất là dễ dàng. Cho mọi người xem thành quả lau dọn của anh xã Hoa nãy giờ nè, quá trời bụi bẩn và tóc rụng luôn. Bạn nào muốn dọn nhà nhanh sạch thì có thể tham khảo cây lan bụi này nha. Nãy giờ anh xã Hoa dọn dẹp cũng đói rồi, bây giờ thì Hoa sẽ dọn đồ ăn cho anh xã Hoa ăn đây. Mọi người nhìn cái tô bún trộn bò xào của Hoa có hấp dẫn không? Cái món này nhìn đơn giản vậy thôi chứ ăn cực kỳ ngon luôn đó nha. Hôm nào mà mọi người bận hay là ngán cơm quá thì mọi người làm món này ăn thử đi, Hoa đảm bảo là không ngon không lấy tiền luôn nè.